tốt luôn đúng không? Đúng rồi, bộ máy bên trong nó chạy khỏe thì bên ngoài chạy nó khỏe. Trước khi lấy chồng lấy vợ phải kiểm tra sức khỏe. Dạ đúng rồi. Thấy sao? Quyên, thấy sao? Nghe nói chưa? Mai luôn được không? Gấp lắm rồi. Ngày mai luôn. Nâng ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Đó, bây giờ là nhà gái mới ra nè. Bây giờ em giới thiệu cho nhà gái cùng nghe đi. Dạ, lần đầu tiên thì em xin thay mặt gia đình họ nhà trai gửi đến tất cả quý vị khán giả ngày hôm nay lời chào trân trọng và thân thương nhất. Em xin tự giới thiệu, em tên là Minh, tên đầy đủ là Nguyễn Anh Minh. Hôm nay em 34 tuổi. À. Em đang công tác tại trường trung cấp du lịch và khách sạn Sài Gòn Tourist. Và ngoài ra thì em cũng có kinh doanh nhỏ nhỏ. Kinh doanh gì Minh? Dạ, em có mở quán ốc. Dạ, và có bán online một số cái mặt hàng. Mình bán ở đâu? Dạ, em mở quán ở bên Tân Phú. Tân Phú, nhà mình ở đâu? Nhà em thì ở Đồng Nai, hiện tại thì em đang ở trọ trên thành phố Hồ Chí Minh. À. Bây giờ thì tới phần giới thiệu của nhà gái. Dạ, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào chú Quyền Linh ạ. Rồi, dạ, xin chào bạn trai bên kia, xin chào mọi người. À, em tên là Phan Thị Mến, em sinh năm 1991. Hiện em đang là cửa hàng chủ một của nhãn hàng thời trang nữ. Và em cũng có kinh doanh một quán nhỏ giống bạn bên kia. Đó là em mở một tiệm chè. À, bên kia ăn ngốc, bên đây ăn chè, mình ăn đồ mặn xong mình qua mình ăn đồ ngọt, mình mất ghé nghe. Nghề nghiệp rõ ràng, người bán chè, người bán ốc ha. Bây giờ mình nói chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi Minh. Dạ, thưa MC Quỳnh Linh, quý vị khán giả thì điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Em thì đặc biệt là nấu ăn ngon. Cái quán đó có thể làm chế biến luôn đúng không? Dạ, em có thuê nấu và có chế biến một số món gọi là đặc biệt của mình. Vậy là giỏi rồi đó. Còn có điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu của em thì trước đây thì hay tin người, bị lừa nhiều lần. Nhưng mà bây giờ thì đã khắc phục được rồi. Thôi, mời nhà gái. Rồi, nhà gái nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình nè. Dạ, điểm mạnh của em là sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nóc, kỹ tính, lúc nào cũng có trách nhiệm và chân thành. Điểm yếu đó là em ít có thời gian để nấu ăn á. Cho nên là cái việc nấu ăn của em nó hơi tệ một xíu. Nhưng mà có nghĩa là mình có thể cố gắng được, chứ không phải là mình không biết thì là mình sẽ không làm. Điểm yếu đó là chắc là cũng là hơi kỹ tính. Tại vì kỹ tính nên em mong muốn là cái bạn nam kia cũng là người sạch sẽ, kỹ tính, tốt bụng. Thôi, bây giờ mình nói chút xíu về đường tình duyên mình đi Minh. Dạ thì về tình duyên thì em cũng trải qua hai mối tình chính thức và đâu đó khoảng 2-3 mối tình không chính thức. Mối tình dài nhất là bao lâu? Dạ, dài nhất là hơn 4 năm. Sau những cái mối tình như vậy đó, mình thấy mình còn thiếu sót gì trong tình yêu mà cần rút kinh nghiệm? Thật sự là đa số là lỗi của em là nhiều. Dạ. Lỗi gì, thí dụ? Trước đây thì công việc rất là nhiều, kiểu mà em vô tư quá. Rồi, vô tư thì ra thành ra vô tâm đúng không? Dạ đúng rồi. Không, nói chung là em đã nhận ra cái việc mà mình vô tư quá thành vô tâm là cũng tốt rồi. Mình nhận ra để mình bù đắp cho mối tình sắp tới để nó bền chặt hơn. Dạ. Mời nhà gái. Rồi, tình trường của mình như thế nào? Dạ, cũng có 3 mối tình chính thức nhưng mà thường thì sau mỗi mối tình thì em độc thân hơi lâu á. Cho nên là cái sống nhiều năm nhưng mà cái kinh nghiệm tình trường thì nó cũng không có nhiều. Mà lần gần nhất là chắc là 2018 tới giờ em độc thân. Trời ơi, lâu quá. Dạ, mà bạn đó thì cũng đi lấy vợ đồ xong hết rồi. Nên là bây giờ em cũng muốn có một cái người để dựa dẫm. Dựa dẫm? Mình có thể làm cho một người con gái dựa dẫm được không? Dạ, em có thể giúp bạn ấy luôn luôn là không có bị đói. Để qua ngó cái body coi có dựa dẫm được không nha. Được. Dạ, mặc dù là hơi nhỏ nhưng mà em có sức khỏe. Dạ. An tâm. Nói an tâm vậy không? Là an tâm. Về nhà gái muốn có bạn trai như thế nào? Bên ngoài hay là bên trong chị? Cả hai luôn em. Dạ. Bên ngoài thì vừa phải thôi được rồi, không có cần, em không có yêu cầu đặc biệt về ngoại hình. Bên nhưng mà vừa phải lắm. Nhưng mà kiểu như là tính tốt một chút, tử tế và chân thành. Ừ. Còn thực ra con trong gái thì chỉ cần vậy thôi. Bên trong thì sao? Kiểu bên là trong tử tế, chân thành đó ha. Ý ông Mai ông hỏi bên trong ruột gan phèo phổi đồ á, có lục phủ ngũ tạng là cũng phải tốt luôn. Tốt luôn đúng không? Đúng rồi, bộ máy bên trong nó chạy khỏe thì bên ngoài chạy nó khỏe. Trước khi lấy chồng lấy vợ phải kiểm tra sức khỏe. Dạ đúng rồi. Nói nghe này, em có cái điều gì mà em không thích ở đàn ông không? Lăng nhăng với lại bừa bộn là hai cái tính em không thích. Với lại vô tâm nữa. Trước đây thì công việc rất là nhiều, kiểu mà em vô tư quá. Rồi, vô tư thì ra thành ra vô tâm đúng không? Dạ đúng rồi. Bên đây khắc phục rồi chưa? Dạ chắc chắn sẽ khắc phục. Thật ra là vô tâm đó là một cái điều mà phụ nữ buồn lắm đó.
Người ta có thể người ta biết là bạn vẫn yêu người ta đó, nhưng mà vì bạn không có quan tâm cho nên là người ta sẽ hụt hẫng, người ta tìm người khác quan tâm hơn. Dạ. Bây giờ nhà gái đưa ra cái tiêu chí vậy đó, mình thấy mình được khoảng bao nhiêu phần trăm ngoại hình lẫn bên trong? Dạ em thấy cũng được khoảng 70%. Được rồi, để tôi qua nhà gái tôi coi coi. Trời ơi, cô gái trắng trẻo xinh xắn cười tỏa nắng ha. Bây giờ đó là chàng trai như vậy, ta có đáp ứng 70%, con đồng ý không? Nếu mà bạn chỉ có 70% thì bạn phải nhiệt tình hơn chút nữa. Nhiệt tình hơn chút nữa, chân thành hơn, dạ, để bù đắp lại cái ngoại hình. Vậy là chút mình thể hiện thật nhiều nhiều vô. Thiếu 30% đó nha. 30% còn lại là nó nằm ở cái câu chuyện là sau khi mở rào. Dạ. Thế thì em có yêu cầu gì về người vợ tương lai của mình không? Dạ, em mong muốn một người con gái, thứ nhất là phải biết chia sẻ, rồi yêu thương ba mẹ, và đặc biệt là hiền lành, ngoan ngoãn. Dạ. Hiền con. Chứ nhìn mặt con thấy hiền không? Lúc hiền lúc dữ. Bạn hiền, nó hiền ở nhà đó, nhưng mà ra ngoài đường đừng có hiền. Bạn bên đó bạn gái rất lành. Nhiều khi đụng chuyện không có hiền đâu đó. Không, nói chung bản lĩnh thôi, mình nói dữ thì không đúng. Không mấy chút mình mở rào ra mình giả bộ đụng chuyện thử đi coi sao liền. Tại vì em con gái mà kiểu mà dữ dành quá là em khó có nói chuyện được lắm. Vậy thôi em đừng nói chuyện với chị, chị dữ lắm. Dữ lắm á? Dạ không, em coi phim chị nhiều rồi cho nên là thấy sao. Dạ. Phim thấy sao, nghe nói chưa? Dạ có lúc dữ có lúc hiền. Không có lúc đâu, lúc nào cũng dữ. Thôi giỡn thôi, giỡn cho mọi người đỡ căng thẳng thôi, mọi người không có gì hết trơn. Dạ. Nhờ mình hỏi người thân đi. Vậy đi ha. Ừ. Bạn trai đi với ai? Dạ ngày hôm nay thì em đi với chị ruột của em và ba đồng nghiệp, một người là sếp cũ, hai bạn là đồng nghiệp rất là thân thiết. Chào đại diện của nhà trai. Em thấy sao nè, em dâu tương lai được không? Thấy bé rất là xinh, rất là dễ thương, và cái tính cách cũng phù hợp với Minh nữa. Tuy nhiên là có một số cái mà Minh nói là những cái cuộc tình vừa qua Minh vô tâm á, thì chị là người ở với Minh từ hồi khi Minh lên Sài Gòn luôn, thì chị cảm thấy là chị rất là tự hào vì là chị là chị của Minh, vì tính của Minh rất là chân thành, ấm áp lắm. Ở nhà là Minh làm hết mọi thứ luôn, kể cả bây giờ Minh vẫn nấu cơm cho chị ăn. Tính cách mà em đưa ra đều phù hợp hết. Và chị thấy em có một cái chiều sâu, em biết nhìn nhận, nên là chị nghĩ là hai đứa có thể cho nhau một cơ hội khám phá nhau, thì chị nghĩ là rất là phù hợp với nhau. Chị cảm ơn. Cảm ơn nhà trai. Ai là sếp của mình đâu? Sếp trong cơ quan, sếp thấy mình sao? Dạ em xin chào tất cả mọi người. Về công việc á thì em thấy bạn Minh là người rất là có trách nhiệm. Minh là người rất là ấm áp. Team của em thì hay đi tuyển sinh thì cũng phải bưng bê rất là nhiều, và bạn Minh chưa bao giờ mà để bất kỳ một cái bạn nữ nào mà phải động tay động chân hết. Bạn Minh luôn luôn là người sẽ gánh vác hết những cái việc nặng. Thậm chí là khi mà bọn em đi ăn cũng vậy, khi bạn nào ngồi kế Minh nó sướng lắm. Minh sẽ bóc tôm, mình chưa cần là Minh đã biết là cái bước tiếp theo là mình đã định làm gì rồi. Cho nên là chị nghĩ là bạn Minh sẽ là một cái bờ vai rất là vững chãi để cho bạn nữ bên đây có thể dựa dẫm. Cảm ơn em. Cảm ơn bạn. Đó, yên tâm chưa? Dạ. Rồi, bây giờ mình đi với ai? Dạ, với đồng nghiệp ạ. Đồng nghiệp. Dạ, con xin chào chú, em xin chào chị. Thì hiện tại em là Hà, hiện đang là đồng nghiệp cũng như là một người bạn, một người tri kỷ rất là thân với chị Mến. Chị của em thì trong công việc thì rất là có trách nhiệm, chị Mến rất là mạnh mẽ, việc gì cũng có thể giải quyết được một mình. Tại vì là chị cũng độc thân khá là lâu rồi, nhưng mà lâu lâu cũng sẽ hơi yếu lòng một xíu. Em thấy anh chị rất là hợp nhau. Nếu mà không có tiếp tục trên cái con đường tình yêu thì mình có thể làm bạn, có thể cho chị Mến em một cái suất ăn ốc miễn phí cũng được, tụi em được ăn ốc miễn phí cũng được. Trời ơi, cái đó thì quá dễ dàng. Chưa mai mối được gì hết mà xin một suất ăn rồi. Trời đất ơi, làm như tới đây ăn ốc rồi chín. Ừ, không mà dễ thương. Thôi được rồi, tóm lại là mình nghe người thân nói hết rồi. Bây giờ bắt đầu mình gặp gỡ, mình xem coi hợp nhau không, mình bấm nút thôi. Mở rào. Bắt đầu đi Minh. Anh nói sơ về cái bó hoa này. Thì cái bó hoa này là của một bạn sinh viên, biết thầy tham gia chương trình này cho nên là làm để tặng cho em ngày hôm nay.
Và ngoài bó hoa này thì anh cũng có, hôm nay cũng có đặc biệt mang đến đây là bánh lăng do chính tay anh làm. À, không biết là có ngon hay không nhưng mà mong là em sẽ thử. Và MC, hai MC. Dạ, em để đây. Bên đó phía trước đi còn nhiều đấy. Không, cái này anh không có bán, anh chỉ bán ốc thôi. Là ăn được không? À, ăn được. À, mở ra đút ra ăn thử coi. Nhưng mà mình vừa mời chú Quyền Linh với chị Ngọc Lan ăn trước đi em ơi. Ăn trời ơi, tụi chị chỉ ăn kém thôi. Mời bạn nữ trước à. Ăn trước. Ai còn ăn dư thì đây tôi ăn. Dư để tôi lo cho. À, cảm ơn. Anh làm thiệt không? Đúng rồi anh làm. Sao nó mịn hay quá vậy? Hả? Về nhà anh chỉ sao? Ừ đúng rồi, chứ chương này là chương trình này hẹn hò chứ không phải chương trình ẩm thực nha. Dạ em cũng có món quà gửi tặng anh. Tặng bánh lăng mà giống như bánh cưới. Cảm ơn. Dễ thương á. Trời ơi, tôi thấy nhà trai cứ sấn 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 qua đây hoài à nha. Anh thấy như sao ạ? Em rất là xinh xắn, dễ thương. Dạ. Thấy hiền không anh? Thì anh nghĩ là có hiền. Sao có quá, anh nó yếu vậy. Còn em thấy anh tự sao? Tự tin dữ chưa? Em thấy anh hiền. Anh làm bánh lăng ngon. Anh làm ốc cũng ngon vậy anh? Chắc chắn là ngon rồi. Rồi bây giờ chúng ta nói về quan điểm hôn nhân gia đình của mỗi bên cho nhau để hiểu hơn đi các bạn. Gia đình anh cũng, anh chị em trong nhà thì đã lập gia đình hết rồi. Còn có mình anh thôi thì mỗi năm về thì mọi người cũng hay hỏi. Cho nên là anh quyết định đi tìm vợ cho về cho mẹ. Nếu mà chúng ta ngày hôm nay cho nhau cơ hội á, thì anh nghĩ khoảng tầm 1 năm rưỡi đến 2 năm là có thể là lập gia đình. Có thể là... Đối với em thì em nghĩ là nếu mà hợp á thì em cần rút ngắn thời gian hơn á. Tại cũng hơi lớn tuổi á, nên là ví dụ mà 2 năm thì là lúc đó cũng 34, 35 rồi. Rồi nó, nếu mà sinh con thì nó lại dài hơn nữa anh. Sợ khó khăn á. Nên là em mong á là nếu mà được á thì mình sẽ có thể rút ngắn lại hơn. Được. Mai luôn được không? Gấp lắm rồi. Ngày mai luôn. Ngày mai luôn. Mình nói về tiền, cưới xong ai giữ tiền? Tiền, tiền quán ốc ai giữ nha. Nếu mà sau này mà cưới nhau rồi thì tất nhiên là em giữ hết rồi. Dạ, mọi người ghi âm lại giùm em nha. Trước đây anh chưa có vợ thì anh đi làm, tiền đầu tiên là anh đưa cho mẹ. Hình như là anh đưa gần như là hết. Dạ. Nhưng mà sau này thì để mà chuẩn bị để cưới vợ thì chắc mẹ cũng tự cho lại à. Rồi mình tiến tới nắm tay bạn gái, nhìn thẳng vào mặt bạn gái, mình nói tận đáy lòng của mình, cảm nhận về cô con gái đứng trước mặt mình. Trên mũi tay. Mình trái tim mình có rung động gì chưa, mình suy nghĩ thế nào, hãy nói bằng tất cả những cái gì mình suy nghĩ đi Minh. Chết rồi, à, quên tên bạn gái rồi. Mến. Mến. À, mến yêu đó. Mến ơi, ngày hôm nay á, anh đứng được ở đây là anh rất là vui. Và anh nghĩ là mong ngày hôm nay em sẽ cho anh một cái cơ hội để là chứng tỏ cái bản thân của anh. Và cho em thấy được là những lời nãy giờ anh nói là sự thật. Dạ. Mình hát tặng Mến bài gì đi? Hát tặng bạn Mến một bài cho bạn Mến mến mình. Dạ. Thì hồi tối hôm qua em thức đêm, thức khuya để tập một bài hát. Thật sự là những bài hát của em là toàn là hát nhạc buồn không à? Không sao hết. Nhưng mà ngày hôm qua cố gắng tìm bài cũng đỡ đỡ chút xíu. Là bài Vì Đó Là Em. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em băng ngang mấy biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận, yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Thôi được rồi, một chút thể hiện tình cảm thì được rồi, các bạn về vị trí đi. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nhé. 1 2 3 Hai trái tim của bạn này là đập cùng một nhịp cho nên là bấm cùng một lúc. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau nào. Một nụ hôn đầu tiên chứng minh cho cái nút bấm đó. Anh xin phép. Đi. Đó.
Chúc thầy rất hạnh phúc nha. Xin mời nhà gái. Chào cô gái, mời cô gái ngồi. Rồi mời em trai. Rồi mời em ngồi. Rồi mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Dạ em tên là Quỳnh Ngọc Mai, em 36 tuổi. Em đến từ Trà Vinh ạ. Mai làm công việc gì? Hiện tại thì em tự kinh doanh. Ở Trà Vinh luôn hả? Dạ không, em kinh doanh ở trên đây Sài Gòn. Kinh doanh gì Mai? Dạ em kinh doanh một quán ăn gia đình nhỏ. À quán gia đình. Tưởng rồi. Kinh doanh mỹ phẩm. Rồi em trai. Chào anh Hùng Linh. À cứ ngồi đi em trai. Dục Lan và các chị ở khán giả. Dạ chào anh. Em tên Lê Văn Hoàng, năm nay là 44 tuổi. Sao anh khóc quá. Khóc quá. Anh khóc anh cười quá hả? Em quê ở An Giang, lên lập nghiệp thành phố là ba mấy năm, nhà cửa ở đây, ở quận 5. Hiện nay em đang làm gì? Em buôn bán tự do. Nói chung là ví dụ như hồi đó là em làm bên đá quý nữ trang, rồi sau này nó không ăn nữa, em vô lấy ai cần bên cái mặt hàng đó thì em cầm chào, có lời thì em bán, không lời em trả về chỗ đó. Em có ưu điểm khuyết điểm gì? Cái ưu điểm của em là thích nấu ăn cho vợ em ăn, thích gì đó hay gì đó. Ví dụ như chỗ nào mà bán cái gì mà đang nổi tiếng trên mạng đó em phải chạy đó, ăn rồi, gì nấu cho vợ đúng em ăn chở dạng rồi đó em sẽ làm ra. Trời ơi không được, em có làm cho bằng được. Ví dụ này là thấy được điểm cộng bên nhà gái rồi đó. Em có khuyết điểm gì? Em thì nói chung là đi làm cái công việc rồi về thì thấy vợ này nó thấy em buồn thôi, chứ sợ chứ ấy thôi. Làm việc gì vậy? Thì vô em đi buôn bán gì đó sợ chứ vợ nó ghen mới biết nói sao nữa. Thôi ngoài con nhà gái nè, ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em trước thì ưu điểm của em là nấu ăn ngon. Em là cái tiếp người phụ nữ của gia đình đó, đâm ra là em chăm sóc gia đình cực kỳ tốt. Còn cái khuyết điểm thì em có sự nóng tính, giống như cái người thích cầu toàn á, thành ra là cái gì mình làm cũng phải theo ý của mình. Cái đó là cũng là một cái khuyết điểm của em. Rồi đường tình duyên của em sao? Lúc đó là em có vợ, thì đó là em vợ em mà lấy nhau đó còn nghèo lắm, vợ em dưới Cần Thơ lấy lên, xong rồi em mới ra cái lò đá Cẩm Thạch đó, gia công. Rồi em làm chung với thợ thầy, mà làm tháng nào nói chung là thầy thợ chia ra nó có tiền, mà mình chủ mình kiếm không bằng lính. Kỳ vậy. Thì em không biết làm sao, thì em chỉ một ngày chỉ biết lấy vợ 20 ngàn, ăn sáng với cà phê, tiền không cần biết nghĩ tới, chủ yếu mặn cho vợ mình được rồi, cứ mặn hoài không dư, mà bên lò mẹ em thì dư. Thì chính ra vậy cái em buồn ở cái lục đục. Sau này cái mẹ mới hôi vì con đi, là lúc có một đứa con trai, vì con ráng ở, lúc đó con mới mấy tuổi rồi, ráng ở cũng mằn hoài không dư nó, rồi đâm ra buồn. Rồi có đứa một đứa con gái, sau này nó được lớn 4 tuổi rồi nó đi bệnh, rồi có ông thầy với Cần Thơ nó trị được, nó đem về bên vợ trị rồi nó chết. Chết rồi em mới buồn, em mới ăn nhậu, không nghĩ tới ngày đó nữa. Cũng như là em muốn hủy diệt cái đời em luôn á. Bi kịch gì? Em vô tới bệnh viện bố em xin bác sĩ mà có thể cứu nó được, lấy luôn cả tấm mạng con cho hết mất tất cả, miễn sao con gái sống. Tại em rất là thương con, nhưng bác sĩ nó không cứu được. Thì em nói ra em sẽ khóc, nhắc tới đứa con đó. Em còn giữ tới mình nữa mà, rất là thương gái. Rồi em gán sống cái ngày hôm nay mà mằn hoài mà con vợ nó không dư, thì đâm ra em buồn. Mà thôi thì em sợ đứa con, nó nhỏ quá, lượng sống tới thằng con 6 tuổi là bắt đầu tự nó đâm đơn thôi. Rồi em chấp nhận thôi, là tài sản không còn gì hết, nói chung không có gì hết, em chấp nhận luôn mà, có quá kệ nó, có tiền cho con thôi, con mình với con nó thôi. Đúng rồi. Rồi ra ngoài mẹ em thấy gì á mới cho em là một số tiền, em nhớ hoài 13 triệu. Bắt đầu em từ đó sao em sẽ làm ăn, khi em làm ăn lên có tiền rồi cái em ham lời quá. Cái năm 2021 á em mới đưa ra cho tao làm ăn nhiều, mua đồ đó. Rồi ai ngờ dịch tới nặng quá em sẽ lỗ, thất bại nữa. Nhưng bây giờ em sẽ quyết tâm sẽ làm lại. Giờ bắt đầu làm lại được chưa? Khởi sắc chưa? Dạ em làm lại, nói chung là từ từ em làm kiếm được mà. Giờ con trai ở với ai? Con trai ở với mẹ em từ đó giờ, thì nhỏ lớn luôn. Bây giờ lớn rồi, lớp 11 rồi. Ở với bà nội hả? Nói chung là cuộc sống em là của mình em à. Em chỉ màng lo cho em thôi. Đến lúc mà cơm chín mẹ gọi như nít vậy đó. Bữa nay nấu canh chua cá lóc, mẹ chừa con cá đầu cá rất là thương rồi mẹ. Chỉ con mình mẹ thôi. Em qua đây là để chia sẻ cái nỗi buồn về việc mất con của anh. Mà bây giờ là mình bắt đầu một cái cuộc sống mới được rồi anh ha. Dạ. Nhưng mà giờ thí dụ lấy vợ mới nè, có đủ lo cho vợ không? Nói chung thì cuộc sống cơm ngày hai buổi á, với miếng cháo là dư. Khỏi ăn cháo ăn cơm đủ không? Đủ luôn, dư. Tại vì bây giờ nhà mình không mướn. Ừ. Công việc em nói chung là có thể một ngày em kiếm mấy triệu có, có thể em không kiếm có thì mình ăn gói ghém thì sẽ dư thôi. Được rồi. À, bây giờ mình mở ra một tương lai tươi sáng mới đi ha. Mình qua mình hỏi tình trường của cô gái nè. Sao cô gái bao nhiêu mối tình rồi? Em thì chỉ có 2 mối tình thôi.
Mối tình đầu tiên là ông xã cũ của em là được 9 năm. Từ lúc em quen ảnh tới em chung sống với ảnh là khoảng 12 năm. Thì trong đó là có 9 năm là vợ chồng. Thì sau cái 9 năm đó thì em mới quyết định em buông. 9 năm nó dài quá, thế thì tại sao em lại quyết định buông? Mình phụ nữ mà, gọi là cái từ chịu đựng á. Khi mà mình chịu đựng tới một cái giai đoạn nào đó, mình chịu đựng không nổi nữa thì mình buông. Rồi có mấy con em? Hiện tại thì em có hai bé. Bé gái của em thì năm nay 13 tuổi. Còn bé trai thì được 9 tuổi. Và hiện tại là hai bé ở với em. Ở với em? Em nuôi luôn, em nuôi hả? Ở thành phố Hồ Chí Minh em ở với ai? Dạ hiện tại hôm nay thì em ở với hai bé, chỉ có ba mẹ con thôi. Hiện tại giờ giống như là em đang kinh doanh quán ăn gia đình á, dạng quán nhỏ thì có nghĩa là ba mẹ con sống được. Sống được hả? Dạ. Như cái nhà đó mình thuê hay nhà của mình em? Dạ nhà thuê ạ. Trả tiền nhà rồi nuôi con gì có đủ không? Dạ tại vì em giống như quán là em tự em đứng ra em nấu luôn. Em không có thuê ai cả. Dạ em chỉ là thuê thêm một cô để phụ dọn dẹp đồ với em thôi. Còn đứng nấu là em đứng nấu chính luôn. Thật ra là vất vả lắm để mà nuôi được hai người con ở Sài Gòn không có nhà. Phải nói là cô gái ấy đã nỗ lực rất là nhiều. Mấy người xinh đẹp á hay lận đận tình duyên lắm. Hồng nhan bạc phận. Đúng rồi. Thật ra thì những người xinh đẹp như chúng tôi chỉ chờ một người đàn ông tử tế không, để mình nói mà... có một người bên kia thôi. Mình nói có một người đang ngồi thôi nha. Đừng có nói người thứ hai đây nha. Đúng không? Nói thì thôi, đúng là duyên số em gái ha. Dạ, không sao, xinh đẹp mình có quyền chọn cho mình một người. Đừng lo lắng điều đó. Anh thấy thằng bên nhà gái rất là dễ thương nha. Rất là xinh luôn á. Rồi. Bây giờ nói với chị nghe về nhu cầu em có một người bạn trai như thế nào nè. Bạn trai của em thì em không có đặt nặng về vấn đề ngoại hình. Tại vì đối với em cái đó nó cũng không có quan trọng. Em chỉ cần cái người trầm tính, phụ nữ mà cần có một cái bờ vai, một điểm tựa. Thì em cảm thấy em trong trên. Thành ra hiện tại bây giờ em chỉ cần người đàn ông có trách nhiệm gia đình là ok. Chị thấy anh trai bên này thì chị thấy anh rất là yêu quý gia đình. Cho nên chắc chắn là cái việc trách nhiệm là phải có rồi. Ok, tại vì đối với em hiện tại bây giờ là cái vấn đề về kinh tế thì em cũng tự em lo được cho bản thân em và con. Thì em cũng không cần cái người đối phương bên đó là phải có của hay là kinh tế vững vàng gì cả. Chỉ cần là cái người đó có ý chí cầu tiến, có công ăn việc làm ổn định, để mà không phải làm gánh nặng cho cả nhau. Một tí nữa hai bạn sẽ trao đổi trực tiếp với nhau thì sẽ rõ về nhau nhiều hơn. Em muốn người yêu của mình, người vợ tương lai của mình sao? Em với người vợ em là dù là giỏi, dù là thích buôn bán hay làm gì đó, đừng cờ bạc là được rồi. Nhưng bây giờ em ở nhà với mẹ với ai nữa? Không, em ở riêng cái nhà nhỏ đó, mua bỏ thí đó. Ở đó là dịch cho mướn, giờ lấy lại em ở mình một mà. Rồi ba mẹ ở riêng? Đúng á, ba em chết rồi. Còn mẹ thôi, mẹ ở Dương Úc. Vậy là lấy vợ về là không có làm dâu đúng không? Không, nhà năm đó giờ không có dâu. Ok. Em trai đi với ai em trai? Em đi với người em nha, có thể Dạ, em chào nhà trai ạ. Dạ, em chào chị. Chị thấy nhà gái của em như thế nào ạ? Dạ, nhà gái thì dễ thương, dễ gần, dễ mến. Em trai hiền lắm vậy. Hiền lắm. Giỏi hả? Nữa. Cặp này hợp không em? Em thấy hợp đó, không biết anh em sao nữa. Rất hợp phải không? Nhà gái mình đi với ai nào? Dạ, em đi với cô hai em ạ. Chào cô ạ. Chào Ngọc Lan. Dạ. Chào anh Quyền Linh. Chào chị. Em là cô của Quỳnh Mai. Chị nhận xét như thế nào về nhà trai ạ? Thấy thì cũng hiền lành á, giới thiệu bản thân thấy cũng khá tốt á, mà để do cô con gái kia chọn. Thôi được rồi, giờ mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Bây giờ là việc của em đó. Anh tặng em một đó qua. Dạ, rồi em cảm ơn anh. Gì rung vậy? Ai biết, sao tự nhiên em rung quá. Rồi, em hỏi là anh đi, anh không biết gì hết. Tiến tới nhận quà kìa. Dạ, cái này thì em không biết anh có thích hay không. Nhưng mà cái này là cái viết để cho kiếm được thật là nhiều tiền. Dạ, cảm ơn em. Còn cái này là em có một chút tấm lòng, là cái này là rau câu tự làm. Thành ra là em mời anh với mọi chú với Ngọc Lan luôn ạ. Rồi hai người trò chuyện với nhau thế nào? Em thấy anh sao? Anh thì ít nói, anh ít biết nói chuyện lắm. Anh có sao nói vậy à? Dạ. Tại anh là người miền Tây. Sẽ nhìn qua vậy. Em hỏi anh đi. Em cũng người miền Tây á. Em nói ở đâu? Dạ em ở Trà Vinh. Anh ở An Giang, Châu Đốc. Dạ. Cái này thì em cũng hỏi anh trước luôn. Nếu mà mình đến với nhau á, cái chuyện mà làm dâu á thì em không ngại. Em là cái người gọi là của phụ nữ của gia đình. Em chăm sóc gia đình rất là tốt và em cũng là cái người gọi là biết cân nhắc giữa hai bên. Ở thành ra cái chuyện mà làm dâu là em không ngại. Nhưng mà em ngại có một vấn đề là nếu mà để cho em sinh con thêm nữa thì chắc chắn là em sẽ không sanh. Sao vậy?
cái vấn đề là chuyện gia đình của em á, để cho con em nó bị thiếu tình thương á là lỗi của em. Tại vì em là cái người quyết định để tạm dừng cái cuộc hôn nhân đó, thì con em nó cũng đã bị thiếu tình thương một phần nào rồi. Em là phụ nữ mà, thí dụ nhiều khi em có một cái gia đình mới, em có con nữa, em biết bản thân em cái nhược điểm, bản thân em là rất chú trọng về gia đình, đâm ra là em sẽ tập trung vô cái gia đình đó, thì em sẽ bị sao lãng đi cái vấn đề của hai đứa con em. Đâm ra là em không có muốn. Còn riêng anh thì khác, thí dụ như anh muốn lấy vợ, sanh cho anh một đứa con, anh thích gái lắm. Còn nếu mà anh lấy em rồi, con em cũng như là con anh, thương đồng đều nhau hết. Dù sau này có sanh con ra cũng thương đều hết. Nếu không thương nó sau này anh già đi nó quýnh anh sao? Mình thương nó thì sau này mình già nó mới thương lên mình. Anh đem quan niệm không có già mà ghét nít, em bảo vậy hết. Vì không có lý do gì mà mình không sanh đúng không? Đúng. Ước mơ anh là thiếu con gái. Thí dụ như mà đẻ đứa con trai, con trai cũng được, miễn là con đứa nào cũng cưng hết, mà những con gái anh mừng hơn. Là vậy, anh có trách nhiệm hết, anh không phân biệt mà con em con anh không thích. Thôi giờ chị không đẻ nữa thì con gái chị mỗi lần gọi anh về thì anh về đi. Nhưng em thích người con của em ra nữa không? Tại vì em có đứa gái em mắc cho em buồn, em muốn tìm một người phụ nữ sanh cho em một đứa con. Hả? Em cũng hiểu được cái nỗi đau của anh. Thành ra là anh muốn hiện tại là gặp một cô để cùng với anh, để những cái gì mà anh mong muốn. Còn đối với em rất thẳng, thành ra là cái quan điểm của em á, giống như là em cảm thấy có lỗi với con em, thành ra là em không có nghĩ về vấn đề đó. Có đâu có lỗi em. Phải, tại vì cái quan điểm cá nhân của mỗi người. Nhiều khi cái lúc ban đầu á, mình chưa có tìm hiểu nhau, mình sẽ không có đi được tới cái điểm chung. Nếu mà mình có duyên á thì để mình kết nối với nhau, thì cái đó về anh em mình ngồi lại bàn tính lại. Bây giờ thì anh nghĩ rằng là mình cũng lớn tuổi rồi đó, mình đưa ra một tính toán đi. Ví dụ như chừng nào mình có thể kết hôn nếu chúng ta có duyên nào với nhau? Thì nếu em nghĩ chừng nào mà mình kết hôn? Con em bây giờ cũng lớn rồi, thì cũng ổn định rồi. Đối với em thì cái vấn đề kết hôn thì lúc nào em cũng sẵn sàng. Còn anh thì mẹ anh hối sợ anh á, ban đêm hôm ngủ mình rồi thấy mấy ông anh bị tai biến á, không ai lo. Thì mẹ em lớn tuổi, ai cũng có gia đình, nên kia em cứ vợ Hoàng nó chở lấy vợ lấy đâu, không phải muốn lấy đâu. Bây giờ Hoàng bước tới nắm tay bạn gái như nào? Xuống luôn quá. Nắm hai tay nhìn thẳng mắt bạn gái nào, mình hát bài gì đó. Em thì quê miền Tây, anh thứ ba. Dạ. Nên em tặng em nửa bài anh ba kia. Thì đó anh Quân đó. Tên của anh biệt danh anh ba kia, sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông, miền Tây vùng đất phù sa, quanh năm mưa nắng gian nan bên dãy sâu. Anh đi thuộc như thôi. Hát được mà. Rồi, bây giờ thôi, mình về vị trí ngồi đi nào. Mình cũng đủ hiểu quyết định của mình như thế nào ha. Để tay mình nút bấm đi. Nếu ta cảm giác là đây chính là người sẽ đồng hành với chúng ta trong cuộc sống này thì nên cho cơ hội bấm. Còn nếu không, không cần bấm, nhường nút bấm cho người khác. Bấm là phải có trách nhiệm với nút bấm nha. Đừng bấm vì bất kỳ điều gì hết các bạn. Đừng gây tổn thương nhau nữa. Cuộc sống này chúng ta tổn thương nhiều lần lắm rồi. Đừng để tổn thương một lần nữa. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Em băn khoăn điều gì? Thì mới đầu thì em cũng muốn, tại vì thấy anh rất là thật tình và vui vẻ. Nhưng mà khi mà nghe chú Quỳnh Linh nói thì giống như mình phải có trách nhiệm với bản thân của mình. Cái em thì hiện tại em đã mở lòng rồi để mình cho bản thân mình cơ hội, nhưng mà cái quan điểm của anh á có vấn đề là con cái, nhưng mà em cảm thấy là em không có thể để làm cái chuyện đó cho anh được. Tại vì sau cái đổ vỡ em cảm thấy là em rất là có lỗi với con của em. Em chỉ muốn là toàn tâm toàn lực để cố gắng bù đắp cho con của em thôi đó. Còn ví dụ như em cần là một người đàn ông cùng chia sẻ để mình cùng với nhau đi cái quãng đường của sau này. Khi mà em bước chân em thôi á, là em quyết định là em sẽ toàn tâm toàn ý để em bù đắp cho con của em. Đâm ra là chỉ cần 3 năm thôi là em gắng cố gắng để em đưa con em lên ở với em. Vậy trong cái khoảng thời gian đó cũng là cả một vấn đề với em luôn. Chị rất là chia sẻ với em về cái suy nghĩ này. Dạ. Nhưng người phụ nữ lúc nào cũng vậy thôi quý vị. Khi mà bước ra khỏi một cuộc hôn nhân thì trách nhiệm với con nó rất là lớn. Phụ nữ đổ vỡ hôn nhân và nuôi con như chúng tôi thì có lẽ là hai anh khó có mà hiểu được lý do tại sao mà cô gái này lại quyết liệt với cái suy nghĩ đó của mình. Thôi, mọi người có suy nghĩ.
chúng ta cứ làm bạn với nhau đi, qua ăn cua mua cua rồi mượn cua. Không cho mượn à, người ta nuôi con à. Không, em mua đàng hoàng mà. Mua đàng hoàng gấp đôi. Ủa, gấp đôi là anh kể ta. Anh trả gấp đôi. Ta mượn cua, ta mua cua, nhưng ta mượn cua. Mình không đánh nhau duyên nợ thì mình là bạn bè bình thường. Ta thiếu cua rồi từ từ ta cua, chuyện nó tính sao? Đúng không? Không sao anh, không sao. Tôi rất tiếc là hai bạn không bấm nút, nhưng mà thôi mỗi người sẽ có một quan điểm riêng. Hy vọng là mỗi người sẽ tìm được một nửa mảnh ghép của mình trong cuộc sống này nha. Chúc các bạn luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mình chào Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và dạ, quý vị khán giả. Chào bạn gái bên kia. Mình giới thiệu mình là Nguyễn Hữu Dương, năm nay 43 tuổi, giám đốc công ty nội thất Trương Dương. Rồi. Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Dạ vâng, em xin chào anh Quỳnh Linh và con xin chào cô Hồng Vân, cùng chào các anh chị khán giả ở trường quay. Em tên là Thủy, hiện đang công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Em đến từ Quảng Bình và hiện đang sống tại Nhà Bè. Đang làm việc tại quận 4. Nói chung là một người ở Quảng Bình, một người Thanh Hóa. Xét về mặt mà nội dung quê quán thì gần nhau. Thôi, mình có điểm mạnh, điểm yếu nào nói chuyện cho đàn gái nghe với. Dạ. Điểm mạnh của em thì biết giao tiếp, cũng sống thật thà. Giám đốc là giao tiếp hết số 1 rồi. Rồi còn gì nữa? Nói chung là cũng thôi để cho bạn gái bên kia khám phá đi. Không, mình phải nói một chút xíu về sơ yếu lý lịch sơ sơ cho bên kia ta cảm nhận được. Mình biết, có biết nấu ăn này, toàn việc nhà này. Chà, may quá, em cũng biết nấu ăn. Rồi có điểm yếu gì không? Có điểm yếu thì cũng rất nhiều, nhưng mà như thế là sống cả nể. Rồi nhiều khi sống với bạn bè rất nhiệt tình. Rồi điểm yếu nữa là nếu mà đi nhậu về là say là ngủ hay ngáy. Còn ai thường ngáy, ai cũng ngáy chứ. Nói chung là đàn ông nào thường mà làm mệt là ngáy thôi. Rồi, mời nhà gái. Bây giờ mình sẽ nói về mình chút xíu. Dạ vâng. Về bản thân thì em thấy em là một người khá năng động. Dạ, và tự tin. Về mặt giao tiếp tốt thì tính tình thì cũng một chút hài hước và cũng một chút nghiêm túc. Thường thường thì rất là năng động nên là dành rất là nhiều thời gian để chơi thể thao, làm những cái thuộc về sở thích của mình như là đọc sách, đi cà phê với bạn bè, làm những công việc, những sở thích của mình như là đi chạy bộ hay là những cái hoạt động thể thao ở ngoài trời. Nhìn em như thế này, lại giám đốc nữa, thì tại sao em lại có mặt ở đây? Thật ra là em trước cái đây 7 năm em cũng có chia tay với vợ. À vâng, 7 năm trước là cũng có hai nhóc ở với vợ ở trong, trước là em ở trong này và làm ở trong này. Ở nhà ở Gò Vấp. Bây giờ thì khoảng sau đến lúc hai vợ chồng chia tay thì em quay trở ra ngoài kia. Rồi. Hôm qua ông có nhà gái tôi đó, đó. Ừ, đó, giới thiệu. Ồ, chào em gái. Chào anh. Dạ. À, dễ thương. Bây giờ thì cho anh hỏi bên nhà gái là mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Hình mẫu, hình lý tưởng đó. Thật ra thì về bản thân mỗi người đều có một cái giác quan để mà ngồi ở đây để nói một mẫu hình lý tưởng thì nó rất là khó. Nhưng mà em nghĩ là nó có cần một khoảng thời gian để tìm hiểu. Nhưng mà từ góc độ em chia sẻ của em thì bản thân em là một người khá cao. Nên em yêu cầu là bạn trai em phải là cao hơn mình. Bao nhiêu mét nhiêu nè? Hiện tại em đang cao khoảng tầm 1m6, đi dài vào nữa thì khoảng tầm 1m7, 1m71, 1m72. Bạn nam là phải 1m7 đúng không? Dạ đúng rồi. Cái thứ hai nữa là một người biết chia sẻ với em. Bây giờ chị hỏi em nè, tình yêu của em như thế nào rồi? Em có mấy mối tình? Dạ, chính xác thì là em yêu hai người. Một người khoảng 3 năm từ thời sinh viên, từ thời tốt nghiệp 12 xong. Thì chia tay, sau đấy yêu một người khoảng hơn 6 năm. Và dùng dành cho đến lúc mà em biết bạn có gia đình thì khoảng tầm 9 năm. Dạ, có nghĩa là lý do chia tay là vì em ngộ ra là bạn ấy đã có gia đình rồi. Dạ không ạ. Lý do chia tay thì em nghĩ là do bạn ấy, chính bạn. Bạn nói với em đấy là bạn ấy muốn em không phải khổ. Vì bạn ấy thì cái lúc mà yêu nhau thì bạn đã biết là điều kiện hoàn cảnh cuộc sống của bạn là không có điều kiện bằng em. Có nghĩa là bạn ấy tự nhận mình là như vậy. Chứ em cũng chưa bao giờ nói ra với bạn những cái điều đấy. Nhưng mà là bạn ấy nói là bạn ấy không sợ em khổ vì gia đình bạn nghèo với lương bạn thấp ABCD gì đó. Thì bạn sợ em khổ cho nên thành ra là bạn không... Tự bạn rút lui. Đúng rồi, bạn nói bạn sẽ lấy người phù hợp hơn chứ không phải là lấy người bạn yêu. Rồi, nói chung là hai bạn cũng có con đường tình duyên trắc trở ha. Bên đây trắc trở nhiều hơn chút xíu. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái đi. Bên là trai đi với ai?
Dạ, anh đi với anh họ à chị. Anh họ rồi, anh họ cho ý kiến nào. Chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, xin chào gia đình bên gái, chào tất cả các bạn trong trường quay. Tôi tự giới thiệu, tôi là anh họ của Dương. Thì hôm nay đến đây thì là Dương là anh, thì lúc nào cũng mong muốn cho em mình sẽ có một cái người bạn mà đồng hành với mình. Sau này nếu mà được thì hai em có thể là tiến tới dài dài. Còn anh cảm thấy là bạn gái bên này cũng xinh, gái năng động. Đấy, nên là hai em xem xét. Nếu mà được thì theo anh nghĩ là cố gắng có thể là mình có một cái quan hệ rồi dài dài, sau này có thể là đến cái đoạn xa hơn đấy, mình tìm lại một nửa miếng ghép của đời mình. Dạ vâng. Rồi, cảm ơn trai. Dạ. Rồi, nói vậy bây giờ em đi với ai nè? Dạ vâng, em đi với đồng nghiệp và nhân viên của em ạ. Vâng, xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào anh Dương, bên nhà trai và quý vị khán giả. Con là Trân, là nhân viên của chị Thủy. Thì trong quá trình mà làm việc với chị Thủy á, thì con thấy là ở công ty thì chị Thủy rất là mạnh mẽ, rất là cá tính. Tuy nhiên thì khi về nhà thì chị Thủy rất là đảm đang. Chị Thủy nói là chị Thủy không biết nấu ăn, nhưng mà thật ra là chị Thủy nấu ăn rất là ngon luôn. Và sống rất là tình cảm. Nên là con với chị Linh đây đã âm mưu cho sếp đi lấy chồng, nên là tụi con tự đăng ký cho chị Thủy luôn. Ồ vậy hả? Dạ vâng ạ. Sếp có giữ không con? Nhiều khi dạ, nói mà gì mà sai sai chút về tháng có trừ lương không? Dạ không, không có trừ lương đâu. Rất là quan tâm đến nhân viên luôn. Tuy nhiên thì là trong công việc thì cái gì sai là sai, mà cái gì đúng là đúng, chứ không có phải là nhân viên của mình sai thì bao che gì hết. Nói chung là rất là cá tính, rất là quyết đoán luôn. Rồi, cá tính rồi. Mạnh mẽ đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Này. Mở rào. Rồi hai người chúng ta cứ đến giao lưu với nhau đi nào. Vâng em chào anh. Đứng lên tặng quà tặng cáp chào. Nào. Chào em. Vâng em. Này anh tặng em, nhưng mà cái này là 100 bông, nhưng mà đây chỉ có 99 bông. Dạ, đó vâng. Em thấy bông cuối cùng ở đâu? Đông cuối cùng á hả? Đúng. Cho rồi. Em đoán được không ạ? Được, em đoán đi. Em nghĩ đấy là anh ấy. Không. Anh nghĩ chắc là em ấy chứ. Rồi, vâng em cảm ơn anh nhiều. Rồi. Thì rồi đứng đó luôn anh. Dạ, đứng đó anh, luôn, đứng ngay đó luôn. Dạ. Chào bạn gái tặng Hoàng. Một bó hoa rất là đẹp luôn, 99 bông, và bông đó chính bông là em. Thiệt. Thật ra là cả em là người của người ta rồi. Về sống khá là yêu cảm xúc của mình và yêu những cái sở thích của mình. Cho nên là em cũng chuẩn bị quà nó thiên về cái cảm xúc của em khá nhiều, cho nên là em muốn tặng anh một chai rượu vang. Và em cái việc mà em tặng anh chai rượu vang thì em hy vọng là nếu giả sử như mình có duyên với nhau, thì khi mà mình về với nhau ấy, thì nếu giả sử như những lúc mà mình giận nhau, thay vì ngồi để lại để cãi nhau, thì mình khui một chai rượu vang ra mình uống, và mình khi có men rượu thì mình nói sẽ dễ dàng hơn. Em cảm ơn. Anh cảm ơn em. Thấy anh Dương nhận rượu có vẻ thấy rất là phấn khởi, nhìn rất là hồ hởi luôn á. Nhưng mà nói thật với chị Văn là em lại không uống được rượu. Ô vậy hả? Vâng ạ. Chị lại tưởng là đúng sở thích của em. Không, nhưng mà em không rất uống là phấn được khởi. Dạ. Em hỏi trước đi. Em có thêm cho anh một câu hỏi nữa, đấy là anh có nói là anh cảm thấy khá phiền khi một người bạn gái gần đây là thường nói chuyện với anh sau 10 hay 12 giờ đêm gì đó. Anh cảm thấy nó rất là phiền tới cuộc sống của anh. Thì bây giờ em có một cái sở thích, đấy là chơi thể thao. Và em dành rất là nhiều thời gian để chơi thể thao. Thậm chí về đôi lúc đi làm về em không vào bếp chuẩn bị bếp núc, và cái việc đấy không phải là việc ưu tiên của em. Em sẽ mang giày lên, mang áo quần lên, em đi chơi thể thao, có khi 9 rưỡi 10 giờ em mới về. Thì điều đấy thì ảnh hưởng tới quyết định của anh như thế nào nếu chẳng như mình hẹn hò? Thật ra thì nói chung là để mà làm cái gì làm, nhưng mà cũng dưới 12 giờ được, khoảng tầm 10 giờ được rồi. Chứ bây giờ em nghĩ em đi làm rất mệt về, bây giờ mình muốn nghỉ, mà tiếng có người gọi như là chứ giấc mình dậy để nói chuyện một lần hai lần sẽ được, nhưng mà nhiều lần thật ra cũng rất mệt, vì là mình có những lúc đi, bọn anh đi rất nhiều, có thể là một ngày chạy mấy trăm cây số. Yeah. Nhưng mà đến nhiều khi cực kỳ. Yeah, không được, không có tài xế, là một mình phải đi, là nói chung là rất nguy hiểm. Yeah. Nên là anh phải lo cho nói chung là tính mạng của anh trước đã. Rồi thêm nữa là em là người luôn muốn được bạn đời mình chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống.
Thì nếu giả sử những cái việc mà em luôn đòi hỏi cái sự chia sẻ đấy, nhưng mà anh đang mệt, mặc dù là đang mệt nhưng mà em lại muốn là anh nói ra cái việc anh đang mệt để em chia sẻ với anh, nhưng mà anh thấy phiền, thì cái việc đó nó sẽ ảnh hưởng đến như thế nào với anh nếu em là người như vậy? Đúng ra vợ chồng chia sẻ với nhau thì là cũng nên chia sẻ. Dạ vâng. Vì là trong cuộc sống mà. Dạ. Anh cũng là, anh nói là anh ghét nhất là những người nào giả dối. Dạ. Vợ chồng thật ra bây giờ có những thứ mình nói thẳng với nhau. Dạ, như vâng. Thế là tính của anh không ghen, cũng không có những cái việc gì khác cả. Bây giờ em nói là em đi gặp bạn trai cũ, ok. Dạ. Hay là em đi gặp mà em dài mưa này khác là đó bình thường. Dạ. Nhưng mà em đi gặp về em nói với anh là đi gặp người khác là không được. À. Còn em đi gặp về bình thường không sao cả, anh cũng có bạn, em cũng có bạn. Cái dạ đó là rất bình thường, không gì cả. Dạ cái vâng. Chuyện đó là không có, anh rất, nói chung là tính anh về cái phần đó thì rất dễ dãi. Ngày khác chứ không có phải là khắt khe gì hết cả. Quan dạ. trọng là tin nhau. Dạ vâng. Đúng không? Nếu như bây giờ em mà đã yêu thương anh rồi thì chắc chắn em sẽ không làm việc gì có lỗi với anh cả. Dạ. Có điều tất nhiên, đúng không? Còn dạ. em mà đã làm có lỗi với anh thì em có yêu thương anh đâu, nên là mình có giữ cũng không được. Dạ vâng. Thêm một cái nữa, em có thêm điều muốn hỏi và cũng là cần sự chia sẻ của anh. Đấy là quan điểm và góc nhìn của anh như thế nào được đánh giá là một người phụ nữ gọi là có hiếu với gia đình bên chồng ạ? Tức là không, anh không nói là về bên chồng không hay là bên ấy. Thật dạ ra vâng. bây giờ là vợ chồng là cả hai, đúng không? Dạ. Bây giờ có hiếu là sao? Em biết thương yêu bố mẹ em. Dạ bố vâng. mẹ em thương yêu thì cũng như thương yêu bố mẹ anh thôi, không có sao cả. Dạ. Đúng không? Cái đó là cái điều tất nhiên để mà con cái sau này nhìn nhận vô. Để sau này mẹ mình có đối xử tốt với gia đình ông bà thì chắc chắn là nó cũng sẽ đối xử tốt với lại vợ bố mẹ nó thôi. Nên là anh muốn là như vậy thôi chứ thật ra không gì khác cả. Dạ vâng. Vậy nếu giả sử như là về mà em cảm thấy em không thích, em sẽ đi, em sẽ nói anh ơi, mình đi ra ăn ngoài đi, em lười nấu ăn quá. Tình huống đấy em sẽ giải quyết như thế nào? Chế độ bình thường thôi, đi ăn thì đi ăn thôi chứ sao đâu. Rất đơn giản mà tự nhiên bây giờ em thích đi ăn thì anh cũng đi ăn như. Nếu mà không phải đoạn em. Dạ vâng, nếu giả sử như cái việc đấy nó chỉ xảy ra một tháng 2-3 lần thì nó không bị, nó rất là bình thường. Nhưng nếu giả sử như nó xảy ra khoảng tầm 5-7 lần hay 9-10 lần. Nói chung là bây giờ nếu như mình cũng nên là đi làm về mệt rồi. Dạ. Nếu lúc nào mà cảm thấy nấu nướng được, mình ăn thì nấu, không ra ngoài ăn. Bây giờ ra ngoài ăn cũng nhiều chỗ ngon mà em. Dạ. Thế đâu phải là có người ta dọn dẹp nữa, đâu có gì đâu mà. Rất bình thường. À vâng. Vậy thì anh nghĩ như thế nào về một người phụ nữ là nhuộm tóc màu rất là sáng, ăn mặc rất là sexy, rồi là móng tay thì luôn xanh đỏ tím vàng, tất cả những cái. Thật ra anh không có quan trọng gì bề ngoài cả. Nhưng à. Mà miễn là sao là cho nó vừa phải được rồi. Nó đừng có ấy quá. Như thế nào được gọi là vừa phải hả? Tức là bây giờ em ra ngoài đường thì mặc kín đáo này khác, đúng không? Còn tóc bây giờ em nhuộm nhiều màu thì mai mốt anh bao giờ nhuộm lại một màu. Em thương anh thì em nhuộm lại một màu chứ có gì đâu. Ồ, nhưng mà cái việc rõ ràng là em nhuộm tóc màu là cái việc mang cho em vui vẻ và hạnh phúc. Rồi tại sao em thương anh em phải nhuộm màu đen nhưng mà anh không. Thương em à, anh thương em anh lại không để cho em chơi những cái này ạ? Thật ra anh nói với em này, nhuộm tóc nói chung là cái chuyện đó là sở thích của em. Dạ. Chứ không phải là một cái gì để mà nó cũng không to tát gì cả. Đúng không? Dạ. Nhưng bây giờ thì thật ra vợ chồng mà với dạ. chia sẻ cái đó là sự chia sẻ đấy em. Dạ, đúng vâng. không? Như bây giờ anh bộ, bây giờ như sở thích của bây giờ anh bộ, em như vậy là không được. Đúng không? Thì bây giờ nếu như thực sự mà em mà đúng thật sự là ấy vậy em ở nếu vậy thì thôi thì à. Em sẽ không làm theo những gì cho anh buồn. Dạ vâng. Đúng không? Cái đó là sự chia sẻ mà em. Dạ. Vậy hai thì người mà chia sẻ sẽ tới sáng luôn chứ không phải tới 1 giờ đâu. Hả? À, tôi thấy bây giờ hơi căng hình đó. À. Thôi bây giờ là mình mới vô thấy căng quá chuyện đúng không? Bây giờ mình quan trọng như thế nào, bây giờ mình hỏi coi bây giờ mình thích hẹn hò, bây giờ em thích cái gì ha, rồi anh thích cái gì, chứ bây giờ mình cứ tranh luận hoài cũng không hết đâu ha. Dạ. Mỗi người quan điểm nào. Bây giờ mình hỏi xem, ví dụ bây giờ anh với em lớn rồi, mình có thể nếu mà hiểu nhau bấm nút tìm hiểu đúng thì khoảng bao lâu mình chấp nhận có thể về chung một nhà, rồi mình có con như thế nào đó, trao đổi cái đó đi nha. Mình chỉ có 2 phút thôi, bây giờ tranh luận hết nửa tiếng rồi đó. Như, em nghĩ sao nữa bây giờ mà bao giờ tiến tới hôn nhân? Em thì quan điểm của em là em cần 3 tháng để hẹn hò và sau 3 tháng sẽ xác nhận là có thể tiếp tục nghiêm túc hay không. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, sau 3 tháng khi hai người xác định nghiêm túc thì từ khoảng tầm 5 đến 6 tháng sẽ đi tới hôn nhân. Thế khoảng tổng cộng khoảng tầm 8 tháng. Và trong khoảng thời gian 3 tháng đấy thì em muốn là
cả hai người sống thật nhất có thể để hiểu được với nhau về đối phương, về tất cả những cái gì và mà đối phương chia sẻ với nhau. Không làm màu, không diễn và không gọi là bạn gái để phải show off ra những thứ là hẹn hò. Em muốn sống bình thường nhất có thể. Không, cái đó thì chắc chắn rồi, vì anh cũng muốn là như vậy đấy. Vì sao bây giờ mình lớn tuổi rồi. Thật ra cũng đến lúc bây giờ mình cần sự chín chắn và cần một mái ấm gia đình. Đúng không? Chứ không phải là mình để mà nói sau này lúc về chứ không thích nữa thì bỏ, không thích nữa thì ấy là cũng không được. Nên là còn anh thì thật ra cũng không hiểu là bây giờ 3 tháng, 5 tháng hay 6 tháng ta nói là đủ nắng, hoa sẽ nở, yêu thương, hạnh phúc cho đông đầy. Nên là bao giờ mình thấy cảm thấy là nếu mà đúng chua nhau cơ hội thì lúc nào mà thấy ok được, lúc đó là mình tiến tới hôn nhân thôi, không có gì ấy gì khác cả. Chứ phải trước tìm hiểu cho nó kỹ. Quan điểm về con cái, về kinh tế, tiền ai giữ? em nói với anh Quyền Linh chứ nếu mà thật sự mà vợ mà giữ cho em thì em rất mừng. Vì thật sự là không phải như em đi làm á, là nếu như để mà một công trình nhận 5 tỷ thì chỉ được có 10% thôi, là 500 triệu thôi. Nhưng mà bỏ ra cái số tiền 5 tỷ đó là rất đau đầu. Nhưng mà có người tự nhiên gọi ra gánh cái phần đó cho em này, em mệt rồi, em vui rồi. Ủa nhưng mà anh ơi, em không có đủ 5 tỷ để cho anh. Đâu, đó là anh nói ví dụ vậy thôi. Anh nói ví dụ vậy thôi chứ không phải là này khác. Cái người chi tiêu giùm em á, phải không? Thật sự mà nói thì em làm trong lĩnh vực ngân hàng nhưng em rất là kém cái khoản về chi tiêu tiền bạc, tính toán tiền bạc. Có nghĩa là em rất là ít khi để ý đến những cái khoản mà nhỏ lẻ, thậm chí đôi lúc cộng em còn bị sai. Có nghĩa là em không để ý đến tiền của mình trong thật ra là tiền bạc này, tiền bạc vợ chồng giống là cũng có nhau cả. Đúng rồi. Không phải là cái gì ấy cả. Nhưng mà bây giờ như thế là anh kinh doanh thì không phải như làm công nhân một tháng 5 triệu, 10 triệu, 2, 30 triệu phải đưa cho vợ. Và mình kinh doanh thì phải cái tiền đó là nó phải còn đầu tư rồi phải vay đi vay mượn đủ thứ. Chứ không phải là để mà ấy cả. Tiền chạy. Ôi đấy, yên tâm, anh cứ yên tâm đi, em sẽ đưa số tài khoản của anh cho của em cho anh rồi là anh cứ chuyển tiền vào tài khoản em. Dạ đúng rồi. Không, anh cũng xác định anh không bao giờ anh dùng tiền của không anh chuyển tiền vào tài khoản cho em chứ còn em. Được. Anh chuyển tiền tài khoản của em được không? Được rồi, bây giờ xong. Rồi bây giờ con cái sao, mấy đứa trai gái? Bây giờ thì nói chung tùy vợ thôi, bây giờ bao nhiêu đứa cũng được cả. Không con mình có sức khỏe đủ sức nuôi được bao nhiêu thì nuôi anh. Đó. Thật ra là em thì rất là yêu trẻ con và rất là yêu người già. Em đi làm em rất hay ra phía sau các cái nơi dụ của các cô lao công, em trêu mấy cô biết. Nên là với trẻ con thì em chỉ cần khoảng tầm 5 phút là em dụ được, từ đó em bế rồi. Khoảng cái tính cách rất là lạ, em rất là năng động, nhìn rất là cá tính. Nhưng trẻ con với người già là hai đối tượng mà em tiếp cận rất là nhanh. Nên em rất là yêu trẻ con. Nếu giả sử như em có may mắn mà kết hôn sớm, ít nhất em phải sinh 4 đứa. Dạ vâng. Đẻ gì mà quá thì đẻ gì. Không nói chi mà anh có gì. Bây giờ có một cái việc mà hai đứa chưa có nói nè. Bây giờ nếu mà tỷ dụ yêu nhau thì là một đứa ở Thanh Hóa, đứa Thành phố Hồ Chí Minh sao đây? Đúng rồi, câu hỏi để em cũng không muốn hỏi. Thưa chị là em thì kỳ tới này sang năm thì thật ra lại bây giờ em đang còn làm công trình ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu, làm cho chùa Từ Ân, em chuyên làm cho chùa. Nên là kỳ tới này công việc ở trong em cũng rất nhiều, em cũng sẽ làm mở chi nhánh ở trong Thành phố Hồ Chí Minh, là sang năm là bắt đầu là em mở thêm chi nhánh ở đây. Đâm ra cái chuyện đi lại cũng rất đấy này. Đúng rồi, rất dễ. Một khi mà muốn rồi cái cả tuần bay ra bay vào được, ok không sao cả. Giàu quá, nhà bác có điều kiện quá mà bay ra bay vào. Phải, một tuần mấy ngày thì có mở. Đâu, bây giờ vé đang khuyến mãi chị ạ. Sáng vào thăm vào các người yêu xong rồi tối bay ra thì chết. Cô có thể có đúng có con may mắn đúng không? Giả sử như mà anh ấy ở ngoài mà con nhớ con sẽ xin tiền anh ấy mua vé máy bay cho con bay ra. Bay ra. Được đúng không? Anh cho đúng không? Cái lúc đó em không phải xin, em nhớ thì anh sẽ mua cho em ra luôn. Ôi trời may quá. Rồi, tốt. Thế là tốt rồi. Bây giờ hai bạn tiến tới. Nắm tay nhau. Bây giờ đến phút mình trao cái cảm xúc cho nhau để xem mình có cảm xúc với người đối diện không ấy đã. Rồi có thể hát nhau tặng một đoạn bài hát nào đó. Hát nhau là gì? Hát cho nhau nghe. Hát nhau không biết hát cái gì. Nắm tay thì hát không hay nhưng em hát đi. Em hát cũng không hay nhưng mà em hy vọng là anh sẽ thích bởi vì là nó là tình cảm của em. Rồi. Dạ vâng. Em sẽ hát tặng banh bài Ngõ Vắng Xôn Xao. Ôi rồi hay thế. Dạ vâng. Một ngõ vắng xôn xao nằm trong lòng phố lớn, một tiếng nói yêu thương cho lòng thêm tơ vương, một đám lá thu bay giặc vương đầy ngõ vắng, một chùm hoa trưa nắng xôn xao cả lòng tôi.
Tôi yêu người thì tôi yêu người là một bông hoa nắng, tôi yêu đời làm ngõ vắng dịu êm, trong yên lặng mà lại mênh mông lắm. Hãy ngước nhìn kìa trời xanh bao la, vì nắng mai nên mưa, rồi trưa hè loang nước. Dù muốn nói với nhau nên nhìn nhau rất lâu, chiều ngõ vắng xôn xao, có thêm bầy bé gái cùng nhảy dây khoe áo, răng hoa ngập hồn tôi. Rồi, các bạn trai, các bạn trai đi nào. Sách với anh một bầy bé gái luôn. Rồi bây giờ là em hát cũng không hay mà hát một chỉ một đoạn thôi nhá, trong cái bài và thế là rồi anh nắm tay em lấy kia đây. À, nhớ chưa ra mà này khác anh mới đi miền Trung về mà đã nhớ chưa ra nữa nhỉ. Anh hát tặng em bài Quảng Bình quê ta ơi đi không, anh bài đó thì anh không thôi anh ha. Yên tâm nha, anh đừng có run, em đang ở bên anh mà. Em đang ở bên anh mà. Run quá không ấy, không hát được. Hát bài Hoa Thanh Huế đi. Đâu, thôi giờ mà hát bài Mùa Nước Lũ đi. Rồi lũ nhiều mà đúng không? Tôi mới đi về. Lần đó có đúng nhỉ? À? Người đàn ông vừa từ vùng lũ trở về đó. Vâng, biết rồi, đúng rồi. Vậy nên là nghe đi Linh, anh còn bần thần á, anh chưa có vô được. Nghe cũng hò luôn. Ngã mạnh vùng lũ. Không còn con sông, nước lên chào dâng bãi bồi. Anh về thăm em khắp nơi như là biển khơi. Chập chầm mái tranh nhô lên giữa ngọn chiều dâng. Cố lên anh. Thôi không hát nữa. Hát đã rồi, không được hát. Coi anh Linh anh lại được rồi. Anh mà hát còn là lục cái xuống rồi. Thôi về chỗ ngồi đi. Chuẩn bị tìm nút bấm đi nào. Nào. À, một cô gái rất là cá tính, một chàng trai cũng khá thông minh năng động, cũng đã thành đạt một phần nào đó trong cuộc sống. Một cô gái cũng rất là bản lĩnh. Hai người chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nữa xem. Nãy giờ cái câu chuyện mình trao đổi với nhau, xem một nửa mảnh ghép này có thật sự hợp với mình hay không. Nếu thật sự hợp, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút. Bởi vì một nửa yêu thương khó có duyên ngồi lại bên nhau lắm. Còn nếu không thích, không phải, cảm giác đây là ai đó trong cuộc đời này, mình dành một nửa yêu thương đó, dành nút bấm nó cho người khác. Chúng ta không nên dối con tim của mình. Không bấm vì bất kỳ điều gì, mà chúng ta chỉ bấm bằng trái tim của mình các bạn nhé. Và khi bấm chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Không phải bấm để chơi, không phải bấm để uống cà phê, mà bấm để chúng ta có thể tiến xa hơn nữa. Nào, bây giờ hãy suy nghĩ thật kỹ. Ba, sau 3 tiếng đếm nghe. 1 2 3. Hết thời gian. Hai người bấm cùng lúc luôn á. Yes. Bấm tay nhau. Được rồi đó. Trời ơi. Tối nay hai bạn có thể uống hết chai rượu vang và có thể trò chuyện với nhau để có thể tìm hiểu nhiều hơn nữa. Dạ vâng, em cảm ơn anh Quỳnh Linh, cảm ơn cô. Nói nghe nè, tầm như là bạn bè với nhân viên của em á, muốn em đi lấy chồng lắm hay sao? Đó. Bấm một cái mấy nhỏ vậy đó. Giống như mừng. Tại vì ế lâu nên là nó thế đó ạ. Và mà tụi nó ngồi cầu hàng ngày luôn ấy. Nó cũng có lý do không ế đâu em, mà đang chờ kiếm người tử tế. Thế là anh là người tử tế của em không, đúng không? Anh không dám nhận là người tử tế nhưng mà chắc cũng không ai là người hư. Không, hay hai em muốn sếp lấy chồng sớm á, đỡ bị la, để đỡ lo đó. Ngồi có sếp bên căng thẳng làm gì không được. Thật ra em ít la lắm. Dạ. Nhưng có sếp ngồi bên cạnh nó cũng căng thẳng lắm. Không, nó cũng lo cho hạnh phúc cho sếp đó. Thôi, hai bạn cũng lớn rồi, nó đủ quyết định cuộc đời của mình ha. Hai bạn cũng rất là cá tính, những cái con người hiện đại. Anh nghĩ rằng là nếu thật sự tìm hiểu nhau, nếu cố gắng chăm sóc cái mối quan hệ này, nó sẽ lớn dần lên và nó trở thành một trái tim. Dạ vâng. Trong ngôi nhà. Dạ, bây giờ trao nhau cái nụ hôn gọi là dặn mặt cái nè. Lần đầu tiên ta hãy đến với xin phép nhà gái nha. Nhà gái khoái lắm, ngồi cười hoài rồi. Đó.
Đấy, đơn giản là như thế. Rồi, chúc cho Thanh Hóa với là Quảng Bình ha. Quảng Bình quê tôi Thanh Hóa, vừa rồi cũng có bão đi qua. Dạ vâng. Nó cũng đang có thể gọi là hồi phục sau cơn bão lũ, và các bạn hãy làm điều đó tốt đẹp cho quê hương của mình và làm gì đó để chăm sóc mối tình các bạn. Dạ vâng. Chúc các bạn hạnh phúc. Cảm ơn. Dạ vâng em. Dạ.